Hoa sĩ Lia rất vui được gặp lại cả nhà mình trong buổi tối bán hôm nay. Thì bên vườn em bán là em gửi hàng đường xa Tô Châu và đường Bưu Điện nè. Đi Tô Châu em bao ship nguyên chậu, hàng giao đến cái cành gần nhà khách, khách ra nhận giùm em. Còn đi Bưu Điện bao ship nguyên chậu, hàng giao tận nhà. Đi Tô Châu thì nó mau lẹ hơn nhưng mà mình phải ra nhận hàng ha. Còn đi Bưu Điện em bao ship tận nhà. Đi Bưu Điện khu vực miền Nam thì đi hàng đi tầm 1 đến 2 ngày là tới. Còn hãy ra miền ngoài thì đi tầm 3 tới 4 ngày ha. Em bao ship nguyên chậu, đóng hở hàng an toàn cho mình. Hiện nay khách mua một lượt 10 cây, em sẽ tặng cho mình một cây làm quà. Rồi, mình tham khảo cây số 1 trước. Số 1 là mình coi một gốc riêng ha. Đây, cây đang nụ như hình, hoa ba lớp màu hồng tên Kỳ Duyên. Cây Kỳ Duyên riêng này hoành gốc là 69. Cái củ này em còn chôn sâu, nó chỉ ra em đo cái phần nổi này lên trên. Củ này về mình cơi củ lên cao xíu, nó sẽ phô ra cái bộ củ mình có nét đẹp hơn ha. Mã số 1 450.000 Kỳ Duyên riêng. Số 2 là Quyết Thắng 3 lớp màu đỏ. Quyết Thắng củ dạng cơ bắp ghép 8 bo 150.000. Số 3 cây dạng dáng nằm ghép 2 giống. Mình thấy cái nụ hồng đây á, là thiên hương, hoa 3 lớp, nền trắng, viền hồng, cánh dúng, hoa thơm. Với lại yến nhi chính 3 lớp màu tím sọc trắng, hoa thơm luôn, cây 2 giống hoa thơm nha. Cây dáng nằm ghép 9 bo 160.000. Số 4 là Quỳnh Chi 3 lớp màu trắng viền hồng đậm. Giống này là hoa cánh dày, nở căng không gục. Cây 7 bo 150.000. Số 5 một cây cũ dạng dáng quái đây ạ. Đây quay mặt đi. Rồi ghép giống là Ý Xuân hoa 3 lớp màu vàng sọc hồng. Ý Xuân cây 6 bo 150.000. Số 6, Phú Thành, hoa 3 lớp màu đỏ. Cái giống Phú Thành này là bán rất là chạy luôn vì cái độ rộ của nó. Khách nào có những khách ở bên em á, khách mua một cây rồi về chăm sóc, thấy ghiền quá đặt thêm 1-2 cây nữa. Vì cái độ rộ của nó, khách muốn để trong nhà là cứ xoay vòng lúc nào cũng có hoa nở đỏ rực rỡ trong sân vườn nhà mình á. Rồi Phú Thành tàn tròn cây đang như hình ha. Ghép 10 bo 150.000. Số 7 là Mỹ Diệu 1, một giống hoa 4 lớp màu vàng. Mỹ Diệu màu vàng hoa thơm 4 lớp. Củ này thì dạng củ cơ bắp đây. Ghép 13 bo 150.000. Số 8 là Kim Yến hoa 3 lớp màu vàng có gân tím. Kim Yến là hoa thơm nha. Cây 5 bo 150.000. Tiếp số 9. Số 9 là Lạc Hồng. Lạc Hồng 3 lớp màu đỏ viền trắng. Lạc Hồng 9 bo 150.000. Có nhiều khách á, vô góp ý với em nó giống Lạc Hồng này là thấy 4 lớp. Nhưng mà em thấy cái nó nở thực tế tại vườn em á. Em banh ra em đếm lớp thử là em thấy có 3 lớp nên em kêu 3 lớp à ha. Chừng nào em thấy tận mắt ra 4 lớp thì em sẽ gọi là 4 lớp. Nhưng này vườn em nó nở ra em thấy 3 lớp thì em kêu đúng 3 lớp thôi. Để em nói 4 lớp có nhiều khi về mình chăm nó ra không đúng rồi khách mang vốn mất công. Nên em thấy thực tế tại vườn sao thì em nói vậy nha. Rồi Lạc Hồng 3 lớp màu đỏ viền trắng là cây 9 bo 150.000. Số 10 cây ghép 2 giống này. Mình thấy cái nụ đang có nụ đây là màu trắng viền hồng là của Sĩ Thương 1, 3 lớp trắng viền hồng. Với lại quang phát có 2 bo quang phát này, ghép bên đây nè. Cái nụ đỏ đây là quang phát. Quang phát là 3 lớp màu đỏ, mới nở thì đỏ viền tím, khi nở căng thì còn đỏ thôi ha. Rồi cây 2 màu, hai cái tên cũng rất là hay, Sĩ Thư với lại quang phát. Trắng viền hồng với đỏ viền tím. Cây mình ghép tổng là 6 bo dạng củ tròn 150.000. Mình tiếp 11. 11 là Gia Tuệ, một dòng hoa 5 cánh nền vàng, sọc tím nè. Vàng có pha tím lẫn trong đây. Gia Tuệ là thơm đậm mùi, giống này là siêu rộ luôn nha, cây tựa dài. Củ thì như hình mình thấy đây, ghép 9 bo 260.000. Tiếp 12. 12 cây 2 giống 2 màu nè. Mình thấy cái nụ màu tím tím đây là của Ngọc Yến, hoa 5 cánh màu tím. Có một bo bên đây đang nụ vàng là của Phương Lam 23, 3 lớp màu vàng. Nó nở tầm vài ngày thì cái cánh nó sẽ phớt hồng.
hoa chuyển màu nha. Phương Lam 23 với Ngọc Yến, màu vàng với lại màu tím, cây 6 bo, 260.000. Số 13. 13 là cây này có đang nụ chi chít, nhìn giống như ớt chín luôn, cây tàn tròn. Em ghép giống là Lucky, 3 lớp màu đỏ, đi sọc trắng giữa cánh hoa. Cây ghép 7 bo, 150.000. Cây đang nụ như hình mình thấy luôn à. Có một số khách khó tính thì mua là muốn chọn cây đang hoa, đang nụ như hình, mấy tin tưởng. Thì đây, thì khi nào em làm clip, nếu vườn trong vườn cây có cây đang nụ thì em sẽ chọn ưu tiên cho những cây có đang nụ, đang hoa, em làm trước cho mình đây ạ. Đang nụ như hình thực tế luôn nè ha. Tiếp 14 nè. 14 á, là cây này ghép là giống Uyển Nhi chính. Đây là Uyển Nhi ha, Uyển Nhi chính, 3 lớp màu tím sọc trắng, hoa thơm. Uyển Nhi mình tàn tròn. Cái giống này thì vườn em có số hạng cũng ít rồi, số lượng ít chứ không có được nhiều. Cây này tàn rất là đẹp luôn nè. Củ dạng củ tròn, ghép 9 bo, 150.000. Ai thích màu tím sọc trắng thì chọn giống này ha, Uyển Nhi chính. Tiếp 15. 15 là mình tham khảo một gốc riêng. Cây riêng này cái củ cũng khá là ưa nhìn đây. Nói chung là em làm video thì mấy cái gốc riêng em cũng chọn mấy củ khá là đẹp mắt, ưa nhìn, dễ nhìn cho mình chọn lựa. Đây mình tham khảo cái gốc riêng này nha. Cây này giá 500.000, hoành củ là 69. Gốc riêng này có tên là Kỳ Duyên, hoa 3 lớp màu hồng. Cái này là do chỗ em mưa quá chừng nó dập cánh hoa này nha cả nhà. Hoa nó là màu hồng, mà mấy cái lem lem này là do cái cánh hoa nó bị mưa nó dập đó nha. Rồi mình tiếp 16. 16 là cây Thái Quân, hoa 3 lớp màu đỏ. Đây là Thái Quân. Thái Quân cái hoa này bị hư nè, 3 lớp mà nó bị hư ngẽn một lớp trong là nó mới bung có 2 lớp nè, hư một lớp rồi. Thái Quân là 3 lớp màu đỏ, đỏ đậm. Ai thích đỏ đậm thì chọn giống Thái Quân. Cây 6 bo 150.000, củ tròn. Tiếp 17. 17 cây ghép hai giống hai màu. Mình thấy cái đang nụ li ti này nè, màu phớt phớt hồng, đây là của sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Và cái nụ đỏ đỏ nhóm lên đây. Đây cái nụ đỏ nè, cây này ghép ba cái nụ đỏ là của Minh Quân. Minh Quân là hoa 3 lớp màu đỏ nha. Cây hai giống, cây 8 bo mà 5 bo là của sĩ thư. Còn 3 bo là Minh Quân màu đỏ, cây ghép tổng hai giống hai màu là 8 bo. Củ nhìn hình củ hơi quái quái, cây đang nụ như thực tế. 160.000 cho cây hai giống sĩ thư và Minh Quân, đỏ và trắng viền hồng. Rồi em tiếp 18. 18 là Vân Huế 7, một dòng hoa hai lớp màu hồng. Vân Huế 7 giống này hoa siêu rộ nha, hai lớp màu hồng. Có một bo đây là của Long Thành, 3 lớp màu đỏ tươi. Cây ghép 6 bo mà 5 bo màu hồng, 1 bo màu đỏ, 150.000. Số 19. 19 mình tham khảo một cây cà phê nè cả nhà. Cà phê hoa 5 cánh màu tím có sọc đây. Cà phê đang nụ như hình. Đợt này vườn em ra cà phê là bao cho mình chọn luôn. Rất là nhiều khách, đa số là khách đặt sẵn. Em là một người chọn cứ vài cây, mấy anh rất là thích cái giống cà phê này. Rồi, cà phê 5 cánh màu tím. Củ thì dạng củ tròn nè, xa xa nó đi một tép như thế này nha. Cây 7 bo, 250.000 cà phê. Tiếp 20. 20 mình tham khảo cây Tiểu Phi Yến, hoa 5 cánh. Tiểu Phi Yến tựa dài, cái tựa nó là tầm từ mắt ghép ra là một gang tay với có cái là hơn nha. Cái giọng này 5 cánh, hoa cực kỳ rộ, mình cứ yên tâm đón em nó về mà mình sưu tầm nha. Vườn em làm, em cam kết với mình là những dòng 5 cánh em chọn mua, tuy giống là của em mua chứ không phải giống nhà làm, giống mua nhưng mà em sưu tầm những cái giống mà hoa rất là rộ, dễ chăm sóc. Mình chơi hoa thì mình chủ yếu là để ngắm hoa mà, nên em chọn mấy cái giống dễ ra hoa cho mình về. Mình có hoa mình ngắm quanh năm, nên mình cứ yên tâm mà chọn những giống này nha. Rồi mã 20 ghép 13 bo, hoành củ 68, giá 450.000, Tiểu Phi Yến. Tiếp 21. 21 mình coi một cây hai giống hai màu, Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ viền tím, nở căng còn đỏ ha. Sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Dạo này thì khách thích cái dòng hai màu, thì bên vườn em cũng có làm hai màu ba màu khá khá nhiều.
Rồi cây hai màu trắng viền hồng với lại đỏ. Cây ghép 10 bo 150.000. Rồi đến cây cuối. Cây cuối là mã 22. 22 mình tham khảo một gốc riêng. Cây đang nụ li ti nhỏ ha, chưa có hoa nở. Đây là kỳ duyên 3 lớp màu hồng. Kỳ duyên hoành cũ là 61. Cái củ này nó phân ra, để coi, làm phân ra làm 3 tép nè. Đây một tép từ kế bên. Rồi đây một tép nữa nè nha. Phân 3 tép nó kết nối lại với nhau, nó thành một cái củ vươn lên ra nhánh phần trên nè. Mã 22. Kỳ duyên gốc rin. Hoành cũ 61. Giá của nó là 400.000. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo là 22 cây ha. Cô chú và anh chị mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.